Hướng giường ngủ của mình thì chắc chắn nó sẽ nằm cái hướng của cái đầu nằm, chứ không thể nào mà cái hướng của chân được. Nếu chúng ta nạp dưới chân mình tụt lên đầu này thì đầu nó vỡ ra luôn ha, nó động loạn, nó tán loạn hết lên các bạn. Nó thì rất là tối kỵ. Đầu mình nó mộng mị, nó ma mị, nó sinh ra những hình tượng rất là kỳ lạ. Trong cái tư thế ngủ cát tường mà Đức Phật, tư thế ngủ của Đức Phật mà ha. Xin chào các bạn, đã quay lại với kênh Cố vấn Phong thủy Tùng Lâm Hải. Hôm nay Hải sẽ chia sẻ với các bạn về phong thủy của cái hướng giường ngủ. Và cụ thể trong video này chúng ta sẽ nói về là cái hướng giường ngủ là tính bằng cái hướng của cái đầu nằm hay là tính bằng cái hướng của cái chân của mình các bạn. Thì thông thường mọi người nói về cái hướng giường ngủ thì mọi người đang phân vân giữa hai cái phương án này. Có người thì người ta nói là hướng giường ngủ là hướng đầu nằm. Nhưng mà cũng có những cái lý thuyết, có những đường phái, có những người thầy người ta nói là cái hướng giường ngủ là cái hướng cái chân của mình. Khi mình nằm ngủ cái chân mình hướng về đâu thì cái hướng giường ngủ là hướng như vậy. Còn cái đầu nằm là cái tọa đó. Thì với những cái luồng tư tưởng như vậy á, thì chúng ta sẽ, nếu chúng ta không biết được cái bản chất của việc là cái gì, khi chúng ta ngủ á, thì chúng ta nạp khí vào từ đâu và chúng ta tụ khí ở đâu, thì lúc đó chúng ta sẽ không phân biệt được đâu là cái hướng giường ngủ mình hết. Trong thực tế các bạn sẽ thấy được là nhiều người quan niệm á, phong thủy nó là cái trường năng lượng là khí ha. Người ta nghĩ là cái khí trong phong thủy, người ta nghĩ nó là cái không khí này, và nó sẽ được nạp khí thông qua việc hít thở bằng cái mũi này. Mọi người đang nghĩ về cái khí trong phong thủy là như vậy. Cho nên mọi người mới có những cái quan điểm là khi mình ngủ như vậy thì cái chân của mình nó hướng về đâu, khi mình ngủ dậy mình bật dậy cái mặt mình nó quay về hướng nào, thì cái đó là cái hướng giường ngủ đó. Thì mọi người đang hiểu phong thủy nó là cái khí không khí, cái khí trong phong thủy nó là không khí, cho nên mọi người nghĩ là không khí mình hít thở bằng cái lỗ mũi. Cho nên khi mình nằm ngủ, khi mình thức dậy, mình tỉnh dậy, mình ngồi dậy thì cái mặt mình hướng về đâu thì mình sẽ hít thở cái không khí ở cái hướng đó, và lấy cái hướng đó là cái hướng của giường ngủ. Cho nên là cái trường phái đó người ta nói là cái hướng giường ngủ là hướng của chân của mình, chân mình hướng về đâu. Nhưng mà trong thực tế chúng ta phải hiểu cái bản chất của phong thủy nó là khí. Thì cái khí này nó không phải là không khí đâu các bạn. Cái khí này là cái bên phương Tây, bên khoa học, bên những nước tiên tiến người ta gọi là cái từ trường. Cái khí này người ta gọi là cái từ trường. Còn bên phong thủy mình gọi là cái khí, nghĩa là cái trường năng lượng. Chúng ta hiểu nó là trường năng lượng. Và cái trường năng lượng này nó không phải là đến từ hít thở cái lỗ mũi này là cái trường năng lượng các bạn. Cái không khí nó thuộc về khí, nhưng mà khí nó không phải là không khí các bạn ha. Thì cái trường năng lượng này của chúng ta nó sẽ nạp vào trong người mình thông qua rất nhiều cái cơ chế, chứ không phải là thông qua cái mũi này không. Và một cái cơ chế quan trọng rất là nhiều, rất chính luôn các bạn, một cái cơ chế chính luôn á, đường khí năng lượng đó nạp vào những cái huyệt đạo của mình các bạn, qua da hoặc là qua cái huyệt đạo của mình. Và trong người mình nó sẽ có những cái đại huyệt, nghĩa là có những cái huyệt lớn mà ha. Thì chúng ta hiểu bằng chất là khi con người chúng ta nằm ngủ thì năng lượng sẽ được nạp vào mình để giúp cho mình là hồi phục, tái tạo năng lượng. Và sau một ngày làm việc mệt mỏi như vậy, chúng ta ngủ được, nếu chúng ta ngủ ngon được các bạn, thì sáng dậy chúng ta rất là tươi tỉnh, chúng ta sẽ được cảm giác năng lượng rất là dồi dào ha. Thì tại vì trong lúc chúng ta ngủ như vậy á, thì ngoài việc là cơ thể chúng ta tái tạo năng lượng, thì chúng ta sẽ được nạp năng lượng mới vào trong giấc ngủ của mình. Và cái việc nạp năng lượng đó nó không nằm ở việc hít thở các bạn, không nằm ở cái lỗ mũi mình đâu các bạn ha. Nếu chúng ta nằm lỗ mũi thì tất cả mọi người đều hít thở hết ha. Nhưng mà có những người thì ngủ dậy mệt, có người ngủ dậy không mệt. Thì cơ chế cái năng lượng nạp vào nó không phải nạp vào thông qua mũi này, mà nó sẽ nạp vào thông qua cái đầu của mình. Chúng ta lưu ý ha. Khi con người chúng ta là cấu tạo rất là đặc biệt, có nghĩa là khi một cơ thể sống, một con người sống, thì khi mà cái đầu chúng ta suy nghĩ càng nhiều, tư duy càng nhiều thì cái năng lượng chúng ta nó sẽ bị mắc ra phía bên ngoài, nó sẽ bị tán ra ngoài. Nhưng mà khi chúng ta ngủ, khi chúng ta ngồi thiền, khi chúng ta tập khí công, khi chúng ta giữ cho cái tâm mình nó tĩnh lặng, người mình nó tĩnh các bạn, cái đầu mình nó tĩnh, thì cái năng lượng từ cái vũ trụ, từ cái thiên nhiên bên ngoài nó sẽ nạp vào trong cái đầu của mình và đi vào trong cơ thể của mình mà ha. Thì đây là cơ chế năng lượng vào trong cơ thể của mình là sẽ đi vào từ trong cái đầu. Có nghĩa là cái đầu của mình, cái đỉnh đầu của mình, cụ thể là cái huyệt bách hội, nó là cái điểm mà năng lượng sẽ đi vào trong cơ thể của con người khi con người mình ở trạng thái gọi là tĩnh lặng. Và cụ thể ở trong video này chúng ta sẽ nói về giấc ngủ. Khi ngủ là phần lớn mọi người là sẽ nạp được năng lượng, tại vì trừ những người không ngủ được các bạn, người ta khó ngủ thôi, còn phần lớn mọi người khi ngủ dậy thì họ đều khỏe mạnh hết ha. Thì nạp năng lượng là nạp vào trong cái đầu của mình. Cho nên cái quan điểm mà hướng giường ngủ của mình thì chắc chắn nó sẽ nằm cái hướng của cái đầu nằm, chứ không thể nào mà cái hướng của chân được. Chúng ta phải hiểu cái bản chất nó như vậy, tại vì cái hướng trong phong thủy định nghĩa là cái nơi mà chúng ta nạp khí, hướng là cái nơi mà chúng ta nạp khí vào trong căn nhà. Cho nên là đối với con người của mình, nếu chúng ta ví con người mình là một căn nhà, thì cái hướng của con người mình khi ngủ là cái nơi mà nạp khí vào trong con người mình ha. Và nơi nạp khí, nạp năng lượng vào trong con người mình đó chính là cái đầu.
nạp năng lượng vào đầu hai các bạn ha. Với việc chúng ta ăn vào cái miệng và chúng ta đào thải ra đường hậu môn, chứ không có ai mà ăn đường hậu môn mà nạp thải ra cái đường miệng hết, đúng không? Thì chúng ta nạp năng lượng cũng vậy, chúng ta nạp từ cái đầu này và chúng ta thải, chúng ta sẽ tụ phía dưới hậu môn, tụ phía dưới chân vùng dưới này hai các bạn ha, chứ không ai mà nạp năng lượng từ dưới chân và tụ lên trên đầu này các bạn ha. Nếu chúng ta nạp dưới chân mình tụ lên đầu này thì đầu nó vỡ ra luôn ha, nó động loạn, nó tán loạn hết lên các bạn, và chúng ta bị thần kinh rất nhiều vấn đề các bạn ha. Cho nên là chúng ta sẽ nạp năng lượng từ đầu vào ha, và muốn nạp năng lượng thì cái đầu mình nó phải tỉnh. Đó là lý do tại sao là tất cả những cái đầu giường người ta đều làm một cái tấm đầu giường mà ha, để che, làm cho cái đầu mình nó được tựa vững, được tựa vững vào trong một cái đầu nằm của cái giường, cũng như là cái đầu giường chúng ta phải tựa vào những bức tường vững chắc. Đồng thời cái đầu giường mình nó cũng phải hướng về những cái vị trí tương đối là tĩnh, chứ không có động. Tại vì động lên cái thì cái đầu mình nó phải tương tác liên tục. Một nguyên tắc của một giấc ngủ là khi cái não của mình nó còn tương tác với bên ngoài, hoặc là còn tương tác với bên trong, thì chúng ta sẽ rất là khó ngủ, cái đầu mình rất là động. Cho nên nguyên tắc bố trí cái hướng đầu nằm, cái hướng giường ngủ là cái đầu nằm của mình nó phải quay về những cái hướng mà nó tĩnh các bạn, nó tĩnh để cái não mình nó không phải tương tác nhiều. Khi não mình không tương tác nhiều thì chúng ta sẽ dễ chìm vào giấc ngủ hơn mà ha. Nhiều người có quan điểm là cái hướng giường ngủ là hướng chân, thì người ta nếu mà cái hướng giường ngủ là hướng chân thì người ta sẽ không kiêng kỵ cái việc là chúng ta hướng không được hướng đầu nằm của mình vào trong nhà vệ sinh, không được hướng đầu nằm mình vào trong cái bếp, không được hướng đầu nằm mình vào trong bàn thờ. Thì nếu hướng giường ngủ của mình là hướng chân thì chúng ta đâu có bị kiêng kỵ những điều đó mà ha. Tại vì bản chất là cái hướng đầu nằm của mình nó sẽ nạp khí vào trong đầu, cho nên chúng ta mới kiêng là hướng vào nhà vệ sinh. Thì cái tường nhà vệ sinh nếu mà theo nguyên lý cái tường nhà vệ sinh thông thường nó sẽ là ẩm thấp, và cái trường khí, cái trường năng lượng ở bên phía nhà vệ sinh như vậy chúng ta nạp vào trong đầu của mình thì trường năng lượng nó không được sạch, thì nó nạp vào thì nó không tốt cho cơ thể mình. Hoặc là tại sao người ta là kiêng kỵ cái đầu nằm của mình nó là hướng vào bàn thờ rất là kỵ, cái tường bàn thờ rồi chúng ta lại tựa cái đầu mình vào cái tường đó trực tiếp luôn đó, thì rất là tối kỵ, đầu mình nó mộng mị, nó ma mị, nó sinh ra những hình tượng rất là kỳ lạ. Tại vì cái bàn thờ là cái đường năng lượng khác, một trường năng lượng âm các bạn ha. Chúng ta tựa vào như vậy thì cái trường năng lượng âm như vậy nó sẽ nạp vào trong cái đầu của mình, vào trong cơ thể của mình và sinh ra rất nhiều cái hiện tượng kỳ lạ. Ngoài ra để hãy chia sẻ với các bạn là tại sao hướng đầu nằm giường ngủ nó là nằm hướng cái đầu của mình. Là chúng ta biết là trong cái tư thế ngủ các tường mà Đức Phật, tư thế ngủ Đức Phật mà ha, gọi là tư thế ngủ Đức các tường thì cái đầu Đức Phật là hướng về hướng bắc, cái chân thì đặt về hướng nam và cái mặt thì quay về hướng tây. Có nghĩa cụ thể là cái tư thế nằm của Đức Phật là cái đầu hướng về hướng bắc ha, cái chân hướng về hướng nam và nằm nghiêng qua phía bên phải. Thì ngày nay có nhiều người ta nghiên cứu khoa học thì người ta nói là nằm nghiêng phía bên phải nó không tốt bằng nằm nghiêng phía bên trái, và người ta lấy lý do là tại vì khi chúng ta nằm nghiêng phía bên trái cái dạ dày của mình nó nằm phía bên trái, cho nên khi chúng ta nằm nghiêng bên trái thì cái dạ dày của mình nó sẽ tiêu hóa thức ăn tốt hơn và mình không có bị trào ngược dạ dày, hạn chế cái trường hợp trào ngược dạ dày, kiểu như các bạn người ta đang có một cái tư duy như vậy. Và người ta phản đối là cái việc là nằm tư thế các tường của Đức Phật là chưa đúng, không đúng. Nhưng mà bản chất chúng ta phải hiểu cái bản chất nó như thế này các bạn. Cái bản chất là khi chúng ta nằm ngủ, khi chúng ta nằm ngủ các bạn, thì cái dạ dày của mình nó nên được tiêu hóa hết thức ăn trước đó rồi, sau đó chúng ta mới nên bước vào giấc ngủ thì nó mới tốt. Còn khi chúng ta bước vào giấc ngủ rồi mà cái dạ dày chúng ta nó vẫn còn thức ăn, có nghĩa là cơ thể chúng ta nó vẫn còn tiêu hóa, thì lúc đó là cái não của chúng ta rất là động, nó không thể nào mà ngủ một cái giấc ngủ nó yên tĩnh được, nó thanh bình được, nó ngon giấc, nó sâu được các bạn ha. Cho nên là cái trạng thái ngủ Đức Phật là trạng thái ngủ mà cái dạ dày nó trống, chứ không phải là dạ dày còn nhiều thức ăn ha. Thì cái dạ dày nó trống như vậy, chúng ta ngủ nằm nghiêng bên phải như vậy thì khi ngủ cái gan mình nó nằm phía bên phải ha, khi chúng ta ngủ chúng ta nằm nghiêng phía bên phải thì khi ngủ là cái gan nó tàn huyết ha, thì máu nó sẽ dồn về cái gan nó dễ hơn, thuận lợi hơn. Đồng thời chúng ta nằm phía bên phải, cái tim chúng ta nó nằm phía bên trái thì nó không có bị chèn ép các bạn. Còn khi chúng ta ngủ mà nằm phía bên trái như vậy thì cái tim chúng ta bị chèn ép, chúng ta được một cái lợi thôi là thức ăn chúng ta dễ tiêu hóa hơn thôi. Nhưng mà nguyên tắc là khi chúng ta ngủ thì thức ăn phải được tiêu hóa hết trước đó, chúng ta phải cho thức ăn đủ thời gian tiêu hóa trước đó rồi sau đó chúng ta vào giấc ngủ thì nó sẽ tốt hơn, thay vì việc chúng ta để thức ăn mới ăn no xong mà đi ngủ liền thì điều đó nó không tốt cho sức khỏe về lâu dài các bạn ha. Cho nên á, Đức Phật ngủ là nằm nghiêng phía bên phải là theo chuẩn cái nguyên lý về khoa học đó các bạn. Đồng thời cái đầu là hướng về hướng bắc, chân hướng về hướng nam, có ý nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là khi chúng ta hướng cái đầu mình về phía bắc thì khi nằm mà đúng từ đường bắc nam như vậy thì cái cơ thể của mình nó sẽ tiếp nhận được cái trường năng lượng từ cái trái đất cũng như là vũ trụ vào cơ thể mình tốt nhất. Đó là lý do tại sao mà cái tư thế nằm các tường là cái đầu hướng về hướng bắc và chân hướng về hướng nam.
Ngày nay cũng có nhiều quý vị là bên yoga hoặc là bên những trường phái khác thì có chia sẻ là Bắc Nam không tốt mà hướng Đông Tây mới tốt, hướng Đông thì mới tốt, kiểu như vậy các bạn. Thì có nhiều quan điểm, rất nhiều quan điểm khác nhau các bạn ha. Thì tóm lại chúng ta thấy được là với những cơ thể mà nó hợp với cái trường năng lượng của trái đất, cái từ trường của trái đất thì cái việc chúng ta nằm hướng Bắc Nam là tốt bạn ha. Còn với những cơ thể mà không hợp với cái địa từ trường của trái đất, cái chiều luật từ của trái đất thì chúng ta lại chuyển qua hướng Đông Tây ha. Thì hãy nói về cái tư thế nằm ngủ các tường của Đức Phật, mục đích chính là để chúng ta thấy được một điều là cái đầu chúng ta nó phải hướng về cái hướng mà nạp năng lượng, nạp từ trường vào trong cơ thể của mình ha. Cụ thể là đối với Đức Phật, đối với tư thế cái nằm ngủ các tường là đầu hướng về hướng Bắc để mà tiếp nhận được cái hướng khí từ trái đất, từ vũ trụ nó tiếp nhận vào trong cơ thể mình được tốt nhất ha các bạn ha. Thì tóm lại trong video này chúng ta sẽ chốt lại đó là cái hướng của giường ngủ phải là cái hướng của cái đầu nằm. Và vì sao là như vậy? Là tại vì cái trường khí nạp vào cơ thể mình sẽ được nạp vào từ đầu và tụ vào phần thân dưới. Và cái từ trường cái năng lượng đây, cái khí này trong phong thủy nó không phải là cái không khí này. Không khí nó thuộc về khí nhưng mà khí nó không phải là không khí này. Cho nên chúng ta không tính là cái khí nạp vào bằng cái mũi hay là bằng cái mặt chúng ta hướng về đâu. Bạn ha. Thì sau video này hy vọng các bạn sẽ không bị nhầm lẫn về cái hướng giường ngủ nữa. Thông thường cái hướng giường ngủ người ta sẽ dùng mà để mà chọn những cái hướng tốt đối với tuổi của mình, hoặc là tốt đối với từ trường ở trái đất, hoặc là tốt đối với cái hình thế cái nhà của mình, nó cái đầu nằm của mình hướng về cái vị trí nào, hướng vị trí nào, vị thế nào trong căn nhà của mình thì chúng ta sẽ chọn cái vị thế tốt, chúng ta hướng cái đầu nằm của mình về cái vị trí đó, chúng ta tiếp nhận được cái trường năng lượng vào trong cơ thể mình được tốt nhất các bạn ha. Thì những cái thức hai chia sẻ của bạn đều được Hải trực tiếp nghiên cứu và chứng nghiệm rất nhiều lần trên rất nhiều gia chủ và rất nhiều căn nhà. Nếu các bạn thấy video hữu ích, có thể để lại một like, một share, một đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn các bạn.